Đêm ngày 18 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Khước tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với huyện Vĩnh Tường để chỉ đạo một số biện pháp cấp thiết trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Vĩnh Tường tăng tốc độ xét nghiệm để bóc tách các ca F0 ở Lũng Hòa, Bồ Sao, sẽ ưu tiên đưa các trường hợp F1 ở Thổ Tăng, Lũng Hòa, Bồ Sao đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện và tỉnh. Các trường hợp F1 của các xã thị trấn còn lại nghiên cứu phương án hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà, linh hoạt trong việc lưu thông hàng hóa cho nhân dân. Các chốt ở thị trấn Thổ Tăng sẽ thực hiện test nhanh cho lái xe chở hàng hóa, tạm dừng hoạt động của chợ Giang từ ngày 19 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân có liên quan đến chợ Bồ Sao đi khai báo y tế, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong khai báo y tế trung thực, thực hiện tốt nguyên tắc 5K, chấp hành nghiêm các quy định và tự giác thực hiện tốt các khuyến nghị về phòng chống dịch khi có các biểu hiện sốt, ho, thực hiện khai báo ngay với ngành y tế và phải xét nghiệm, tập trung mọi nguồn lực để bóc tách các F0 của Lũng Hòa, bổ sao và tập trung xét nghiệm cho người dân ở thị trấn Thổ Tang. Giao công an tỉnh lưu ý đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại thị trấn Thổ Tang.